À, hôm nay mình quay cho các bác thấy nhé. Những cái bưởi mà ra hoa sớm bây giờ đậu quả đây nhé. Và quả rất là đẹp nhé. Và cái bưởi thì mình hái đây này, có những quả nó to như thế này rồi này. Đấy, da xanh bóng luôn. Đấy, và hoa hoa rất là ít nhé, hoa không nhiều nhé, nhưng ở trên cành là cứ mỗi cành là hoa rất là khỏe luôn. Đấy. Hoa chỉ đủ cho nó phân tán đều trên các cành luôn. Đấy, chúng ta cắt cành sao cho hoa nó ra như thế này này là được. Đấy, quả rất là đều và to. Đấy, hoa hoa rất ít chứ không nhiều như như ở cái kích hoa nhá. Mình chỉ cắt cành làm sao cho nó hoa nó tán đều lên các cành này. Đây này, quả to như thế này rồi này. Bên này này, này. Hoa này, đây đang hoa này. Đối với cái bưởi Phúc Trạch thì hoa nó ra trải dài gần như là 1 tháng luôn. Đấy, cho nên là mình cứ thụ phấn rồi là được. Đấy, nó trải dài cả 1 tháng cho nên là việc thu hoạch cũng rất là tiện, là không phải thu hoạch một lúc mà thu hoạch từ từ. Đấy, rất là thích. Đấy, hoa nó đều như thế này, mỗi cành cái vài hoa là được rồi. Và quả rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Đây này, ở cành nào cũng có trái hết nhá, mình cho xoay một vòng cho các bác thấy này. Đây là phải bít hái bớt này. Để nó to rồi hái này. Đấy. Để nó to bằng ngón tay là mình thấy quả nào to mình để lại, quả nào nhỏ mình hái đi. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Hoa bưởi Phúc Trạch ra càng sớm thì càng tốt nhá. Càng dễ đậu quả, không cần thụ phấn nó cũng đậu. Đấy, quả nó to thế này này các bác này. Đấy, rất là ít. Nhưng mà quả của nó đế là khoảng như cái này đế là khoảng 50 đến 60 quả là đẹp. Không cần đế nhiều. Cây rất ít cành, không nhiều cành lắm đâu. Đấy, và dưới này mình tấp tấp thô này. Đấy, mình tấp thô và bón phân này, phân phân thì như thế này nhá. Mình không cần đào, không cần đào một chút nào hết luôn. Mình chứ phân gà mình ú khoai mình đổ xuống đây này. Đấy, đấy chưa? Thế này này. Mình đổ xuống này nó mưa nó ngấm xuống là nó ăn là vừa. Thì thấy không? Đấy. Không cần phải là đào hố hay là đào đứt rễ. Đào đứt rễ là rất là nguy hiểm, là chỉ được 1 2 mùa là thấy cây nó suy rồi. Nhưng mà bây đây thì cây này không bị suy mùa nào hết. Mình chỉ cứ đổ phân gà vào. Chi phí rất là thấp nhé, chi phí ở đây đầu tư một một cây như thế này mình bỏ một bao phân gà với một xe rồi xe rùa phân bò ấy. Mà hình như mình chưa bỏ phân bò thì phải, phân bò còn chưa bỏ vì bỏ phân gà đủ chất rồi. Chỉ cứ mình cứ đổ lên trên trên này thôi. Đấy, mình chỉ cần đổ lên ở trên xung quanh này mà không cần phải đó. Cây nào cũng vậy nhá, cây rất là khỏe nha các bác, không cần dùng đến phân hóa học, không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật hóa học luôn. Đấy, chỉ phun một lần cái chế phẩm mà mình tự chế bằng ớt tỏi gừng cay ấy. Đấy, mình phun cho nó hết mấy cái con bọ muỗi là được, để cho hoa nó khỏe thôi chứ không phun một kích thích nào nhé. Cây này cây nào cũng khỏe đẹp hết đấy. Quả này bây giờ nó đậu hết rồi này, mọi người thấy này. Đấy, cho nên việc trồng bưởi Phúc Trạch rất là đơn giản, trồng cây gì cũng vậy. Chúng ta không cần phải dùng đến thuốc bón, phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học, rồi thuốc kích thích các thứ. Như vậy là cây nó sẽ rất là nhanh suy, mà chỉ được 1 2 mùa là thấy nó tàn rồi. Cây của mình các bác này, đấy, rất là đều. Như cây này nếu mà cho đậu khoảng hơn 200 quả trên cây này, rồi đang đang hơn 200 quả. Nhưng nếu mình sau này mình cắt đi, mình chỉ để lại khoảng 100 quả thôi. Như cây này mình để 100 quả là đủ. Năm nào nó cũng ra 100 quả. Thì các bác thấy không? Nó cũng khỏe như nhau, không hề bị tê liệt gì hết. À, không dùng thuốc thì mình sợ nhất là cái con sâu đục thân ăn ăn rễ. Con sâu ăn rễ là mình sợ nhất vì mình không dùng thuốc. Nếu mà dùng thuốc đổ vào gốc thì nó sẽ phòng được, nhưng mà mình không dùng thuốc cho nên mình sợ nhất là con đấy. Vì nó ăn dễ rễ cho nên mình không thể phát hiện ra kịp để mà bắt. Nếu mà mình phát hiện kịp thì mình bắt được. Đấy, có những cây là nó ăn mất gốc nhưng mình phải trồng lại này. Thì là do con sâu đục rễ. Rất là nguy hiểm, những cây này này, mình đến 100 trái là đủ. Không cần nhiều.
Đây này, cho các bác thấy này, cỏ mình cắt chỉ cắt thấp thôi nhé, không 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 làm sạch cỏ này. Đó, và đặc biệt là mình có bao nhiêu thồ mình tấp ở gốc, càng nhiều thồ càng tốt nhé. Đấy, vật liệu tấp là rất là khó kiếm. Mình chỉ cắt ở xung quanh này, mình tấp vào đây thôi. Đấy, đi thu gom rất là mất công. Đấy, các bác thấy cây nào cũng vậy hết đấy, hoa quả rất là nhiều. Quả bây giờ nó đậu hết rồi này, đây này, không cần dùng đến một chất kích thích nào. Đấy. Xây dựng môi trường sống cho nó là trong lành, và đặc biệt là dưới gốc là phải mình tập trung chỉ phát triển dưới gốc thôi. Dưới gốc thì khi nào nó cũng phải đủ chất mùn cho nó, chất mùn nhá, chất mùn ở đây là mình dùng phân gà và phân bò, phân gà rất là tốt, phân gà là cực kỳ tốt luôn. Mình đã trồng rau thử nghiệm nó tốt như ở phân hóa học luôn, không cần phải bỏ một chút phân hóa học nào mà phân gà nó trồng rau nó tốt luôn đấy. Cho nên là chúng ta chỉ cần dùng phân gà và phân bò, và đặc biệt ủ kỹ nhé, ủ kỹ và không bao giờ được đào gốc lên nhé, đào gốc lên là hư rễ. Việc đào gốc cây lên là rất là sai, phản khoa học, cực kỳ phản khoa học luôn đấy. Mình cứ tưởng tượng là cây cây trong rừng nguyên sinh nó sống như thế nào thì mình cũng phải làm như thế. Cây trong rừng nguyên sinh nó sống như thế nào, cây rễ nó không bao giờ bị tác động bởi cuốc xén, và đặc biệt là cái lá cây nó rụ xuống là đủ chất dinh dưỡng cho cây ăn rồi. Cho nên là mình ở đây lá cây không đủ thì mình cho thêm phân hữu cơ, phân hữu cơ thì mình bỏ lên trên thôi, không cần bỏ ra xa gốc một chút là được. Đấy, cây rất là khỏe luôn, và đặc biệt trái rất là ngon nhé, trái ngon hơn hẳn với cây hóa học, chất trái rất là chất luôn, ai ăn cũng phải khen luôn đấy. Chúc các bác thành công nhé, chúc các bác làm cái bưởi này, cố gắng làm theo kiểu sinh thái đi, đừng có làm theo kiểu hóa học nữa, và đặc biệt là không bao giờ phun thuốc cỏ nhé, phun thuốc cỏ là một sai lầm lớn đấy, cây nó rất là nhanh suy. Chúc các bác thành